Dương Văn An, Nguyễn Bính. Chúng ta đang đi trên con đường mang tên Nguyễn Bính. Đó, bây giờ phố xã hàng quán kết hợp trong những sân nhà. Dạ, Yên Vui xin chào tất cả mọi người. Ngày mới cuối tuần, hôm nay thứ bảy. Dạ, em Yên Vui xin chúc tất cả bà con mọi người luôn luôn vui khỏe và cùng thăm Huế, cập nhật ngày mới và Yên Vui. Dạ, đây một tuyến đường hiền hòa, mặt mẹ ghê chứ. Lúc này là 18 giờ sáng, đi trong cả cái tuyến đường nhỏ thì đáng nhờ những cái bóng của những cái nhà cao tầng cũng như những cái xanh nên cũng thấy mát mát. Dạ, và hãy đường Nguyễn Bính để thông ra với đường Nguyễn Lộ Trạch, tức là phía sau của chờ cổng đó mọi người. Dạ, đó, hàng chờ một sáng mới mà mê bằng màu tài cây. Dạ, hôm nay thứ bảy ngày 24 tháng 6 năm 2023, và nhiệt độ Huế từ 27 đến 36 độ C cho ngày hôm nay nha mọi người. Chúng ta đang ngang qua phố chợ để thăm Huế, để thêm chút thông tin ngày mới. Dạ, 8 giờ mà chờ đóng ghế chưa, chắc là cuối tuần này. Chứ thường thường là 9 giờ hướng về đi về đấy mới phải đóng. Bây giờ chưa được 8 giờ đó, chờ đóng ghế chứ. Chắc là nặng à. Bà con tranh thủ đi chờ sớm. Đó, cá tươi rói, rau xanh mơn mơn, không thiếu thứ chi luôn. Dạ, chờ cổng từ phía sau đường Nguyễn Lộ Trạch, bà con buôn bán nguyên dãy dài lắm. Rồi trống chờ nữa, rất là đông. Rất phải cầu Vinh Gia đi thẳng là Nguyễn Công Trứ. Dạ, qua Vinh Gia chúng ta về thú vị. Dạ, những hình ảnh thân quen của người Huế như bà con xa gần. Đây, bây giờ công trình trên con sông, hai bên bờ sông Như Ý đó, đang được đóng những cái cọc bê tông, cọc thép rất là lớn làm kè vững chắc. Dạ, dọc từ trên đập đá về đó. Em vừa đi về phía khu vực dưới đường Hàm Mặc Tử thì nhìn thấy toàn là hình ảnh công trình người ta đang làm như vậy, xuyên suốt lắm. Hôm nay mai vài tháng nữa thì hai bên bờ sông của Như Ý cũng được một đoạn dài là sạch đẹp vững chắc. Dạ, ở đây qua cầu Vị Già thì chúng ta đang đi trên tuyến đường phố Phạm Văn Đồng, quốc lộ 49, đường đi có thể về biển Thuận An. Dạ,
tư, ngã ba, công viên. Đó, đường xá ở đây sáng nắng là vì cây cối ở đây được chặt dọn đi vì để chuẩn bị làm hệ thống nước cũng như là mở đường lại đấy mọi người. Đó, trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, cây xanh được những cây xanh được di dời về nuôi trồng tại công ty cây xanh, mai một sóng đường người ta đưa lại trồng lại, sóng đường người ta trồng mới lại. Có tương lai cái đường Phạm Văn Đồng rộng rãi ra nữa, rộng ra nữa, sáng láng. Như vậy là Huế cũng tiếp tục gắt nắng kéo dài trong những ngày qua, tiếp tục ngày hôm nay 36-37 độ C. Đó, một buổi sáng đi ngang đường Phạm Văn Đồng thấy những hình ảnh lạ mà quen quen mà lạ, là những cái gara showroom ô tô rất là lớn nằm tại tuyến đường này. Về đến đây thì có cũng là một cái nhà thi đấu thể thao nữa. Đó, người ta đang chặt cây, bừng cây đưa về nuôi dưỡng đó. Đây là có cái ngã tư này là mới mọi người này, cách đây mấy năm mới hoàn thiện này. Đó, về phải qua một cái cầu vượt sông Như Ý đi về các cái khu đô thị, khu đô thị của cái đó như là Thủy Vân, thuộc Thủy Vân. Đây là ngã tư đường Tùng Thiền Vương. Chúng ta sẽ đi ngang qua cầu Thị Vân, đi trên con sông Như Ý thăm bà con. Đó, rẽ trái qua bên kia là qua lại khu vực chợ Vị Già. Phải là cùng nơi đầu đường cuối đường Tùng Thiền Vương sẽ giao nhau với những đường ven sông Như Ý. Nắng chói chang. Thì chủ yếu khu vực này nhà ở bà con trồng cây nhiều ấm tùm mà ngược lại mát, còn những cái ngược lại tuyến đường thì là đô thị nhà ở nhiều dày đặc thì mức độ buôn bán nó cao hơn. Đây cầu Thủy Vân mọi người, đó bắc ngang cầu sông Như Ý đó, bên kia cái cầu Như Ý mới đó. Bên dưới là những cái bè nuôi cá của bà con này, quá chà là cá, rất là mát. Bên những tảng cây sum đổ ra phía dòng sông. Đó, đôi bờ cái cầu Thủy Vân Xuân Hòa, phường Thủy Vân. Đây là hồ
thôn Xuân Hòa cũ. Và bây giờ chắc là khu vực ông bán được không? Dạ. Yeah. Ông bằng dao bằng rửa. Đi mòn gặp ông cả. Ông ngồi bán các chợ về Gia Lê, về An Tuyền, mòn thấy ông cả. Gặp nói chuyện hồi quen luôn. Đây chợ Thủy Vân. Góc chợ nhỏ. Chợ này họp buổi sáng thôi. Từ cầu vượt sông Như Ý đó. Về đây là khu đô thị. Năm xưa là ruộng đồng, bây giờ là đô thị dày đặc. Dạ. Thì ngày hôm nay ngày thứ bảy 24 tháng 6 năm 2023, em cập nhật chụp tình hình thời tiết ngang qua phố chợ ở Huế để chúng ta cũng như bà con xa gần biết thêm những hình ảnh về Huế và thời tiết ngày mới và dự báo thời tiết cho ngày hôm nay 24 tháng 6 năm 2023. Nhiệt độ từ 27 đến 36 độ C. Dạ. Yeah. Nhiệt có hạ một chút. Dạ, yeah, đó là dự báo cho ngày mới hôm nay, 24 tháng 6. Và đi ngang qua đây thì không thể rời mắt về những cái khu đô thị và những cái nhà liền kề khi mà để treo rất là nhiều cái bảng cho thuê nhà nguyên căn này, cho thuê mặt bằng này. Đó, nhà đấy rất là nhiều luôn, liền kề đó, hình như là bỏ không rất là nhiều cho thuê mặt bằng nguyên căn đó, 3 tầng đó, không còn người ở luôn. Từ vài cái còn cái người ta mở cơ sở công ty chi đó, văn phòng chi đó, nhưng mà rồi cũng thầy người hoạt động làm việc bỏ hoang. Đây Eco Garden đó là khu đô thị đó, lúc nào đi ngang đây phải chiếc xe sẵn sàng chương trình tri ân mua nhà xịn tặng xe sáng đó, một chiếc xe máy, một chiếc xe ô tô Mercedes. Bây giờ đô thị mới hóa thôi à, hàng quán cũng mới mẻ, hiện đại cũng kém. Về đấy rất là nhiều khu đô thị nữa. À, đi một đoạn như vậy để biết thêm ngày mới và những nơi trong cái hành trình thăm Huế ngày mới vui ngang qua. Thì qua đây cũng có một số hình ảnh những cái công trình đô thị mới yên vui cập nhật vào trong cái chương trình Thành Huế hỗ trợ ngày mới, bà con biết thêm. Thì thông thường là những hình ảnh ngang qua phố chợ cập nhật chụp thời tiết đó, còn như sáng hôm nay chương trình đặc biệt cuối tuần em vui còn ngang qua cái khu đô thị Eco Garden tại Thủy Vân, Xuân Hòa Thủy Vân. Đấy, và mọi người cùng biết thêm chút nữa, thêm một cái góc nhìn nữa, hình ảnh nữa của Huế ngày hôm nay. Dạ. Yeah. Rồi, khi xem thì mọi người đừng quên nhấn tặng để vui một người một like cũng như một đăng ký kênh để ủng hộ em vui nha. Đó, bây giờ công trình mời mẹ đẹp cho mọi người, đất đai rộng rãi, bà con mở hàng quán buôn bán đủ các ngành nghề đó.
Dạ, em xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Xin chúc tất cả bà con mọi người có một ngày mới cuối tuần tràn đầy niềm vui và sức khỏe, bình an. Dạ, em xin chào mọi người.